Hello, xin chào mọi người. Tình trạng hôm nay làm video này để cảm ơn tất cả mọi người trên toàn thế giới. Thời gian qua, mọi người đã giúp đỡ, ủng hộ ngày đêm, nên tình trạng đã thành công. Bây giờ, tình trạng xin cảm ơn tất cả mọi người. Video tình trạng rất là đơn giản, giản dị, nhưng mà tình trạng rất mong mọi người được vui vẻ và hạnh phúc. Tình cha xin cảm ơn tất cả mọi người. Hôm nay tình cha được mọi người tốt bụng, những người tốt bụng làm cho tình cha vui và hạnh phúc. Bây giờ những giây phút mà tình cha vui, tình cha sẽ để cho mọi người xem. Tình cha nhắn tin là em xỏ dây và bấm biệt hội, bấm đang ghi là em sợ đây. Chị Kim Phạm thì nói em sợ trộm hả. Dạ, đưa sợi dây này ra. Tình ra tình ra xói cái dây. Chị kêu bạn tưởng là không biết sợi trộm. Xói cái dây á. Tình ra xói cái dây. Chị kêu bạn mà tình tưởng tình ra sợi trộm. Tức là tình cha nhắn tin là tình cha xỏ dây cho ngoài anh chị nè sợ đây nhắn nhắn mà giấu nó dính vô. Nói chung có mấy chữ tiên đoán cái tình cha thấy mấy chị tình chó mà mệt quá không thấy đường dậy đó mắt mờ mờ không thấy đường mà gõ đâu. Tình cha xỏ dây mà chị Kiều Phạm đọc là tình cha sợ đây. Nói chung thì tình cha có ghi sợ đây. Tình cha sợ đây. Thật chất là cái chữ của tình cha ý muốn nói tình cha xỏ dây. Chị Kiều Phạm hỏi tình cha làm gì? Dạ nó tình cha xỏ dây. Xỏ dây khẩu trang để đem được công ty. Mà tình cha bấm thì mà mắt không thể tưởng mờ mờ quá thì nhà ghi là tình cha sợ đây vậy thôi. Đọc lại comment thấy vui là những người tốt bụng chắc nãy giờ mọi người tới mình khùng. Cảm ơn Toronto Canada nha. Toronto Canada thì tình cha đi khuya rồi nên em có cọc. Thì cái Phạm hỏi cười chi hả em? Thôi em lo làm việc đi cha. Không có sao đâu chị. Em làm cái này ngày mai em giao cũng được. Tại vì em muốn làm cho nó hết thôi. Chứ cái này 2 ngày mà. Cái dây này là 2 ngày mới giao. Mà thôi em làm cố gắng làm cho nó hết. Bởi vì nếu mà ấy thì em hết rồi mai thì muốn gì đó. Nó có đem về em phụ. Thì dinh ngờ cũng về sớm quá. Chị Dinh Ngô cũng dậy sớm quá, Dinh Ngô. Chị Dinh Ngô chúc em ngày mới nhiều niềm vui.
Dạ em cảm ơn chị Trinh Ngô à. Bật đèn đi em. Em bật rồi đó chị, bật đến sáng đó mà. Anh lại đèn đến sáng luôn đó. Em bật ở ngoài đó, trời cũng gần sáng rồi. Nói chứ cuộc sống á, có những bận bộn lo toan, những có âu lo, người ta nói buồn thì không giải quyết được gì, nên mình có dù buồn cho dù khó khăn hay khổ gì thì mình phải cố gắng mình tạo niềm vui cho mình. Thứ nhất, thứ hai đó, người khác có buồn đi mà nhìn thấy tình cha buồn nữa thì người ta khả người ta cảm thấy người ta buồn nữa. Đôi khi có những cái người ta hiểu lầm, ta thấy buồn mà mình bật cười, người ta tự mình chọc mình hạt. Đôi khi người ta cũng thấy mình vui thì người ta cũng thấy đã buồn. Nói chung nhiều cái suy nghĩ đó, nhưng mà thôi, tiên tình cha thì cha cố gắng, cho dù có khó khăn, cho dù có như thế nào, tình cha cũng phải cố gắng vui, cho mình cảm thấy nó thoải mái. Đôi khi mình cảm thấy nó đỡ áp lực lắm, đỡ mệt mỏi nữa chị. Người ta nói một nụ cười 10 bang thuốc bổ, bởi vậy mình phải cố gắng mình vui cho dù cuộc đời sống như thế nào. Mỗi người có mỗi cái có hoàn cảnh khác nhau chị ơi, mình phải vui. Đây là em rửa cái tay cho mình phải vui chị. Em cảm ơn mọi người rất nhiều. Thời gian qua mọi người đã hàng ngày đến giúp đỡ em, ủng hộ video của em. Em rất cảm ơn mọi người rất nhiều. Em thì không biết là chị nói quay lại cảm ơn mọi người. Chị mới là chị Trinh Ngô nói vậy. Chị Kim Phạm ơi, tình cha cười hoài luôn. Em cười là em vui, em vui là nhất là em cũng gần đủ giờ, thứ hai là em có thể em giúp đỡ những người khác. Em like sau này em like trên dưới tiếng thôi chứ không like những bây giờ, là em dành thời gian em làm video, thứ hai là để thực hiện ước mơ thành công, giúp làm từ thiện, giúp đỡ những người khác đó chị. Thứ ba là em có thời gian em đi qua nhà nhiều người hơn, em chỉ mong là bạn bè gần xa, anh chị em ở đâu nữa giúp đỡ tình cha. Xem video tình cha để chị cha thành công, có thể lo cho cuộc sống mình, có thể là lấy nửa số tiền làm từ thiện, có thể nhưng mà có thể thành công có tiền thôi chứ không phải là có thể mình làm từ thiện nha, chắc chắn là lấy nửa số tiền làm từ thiện rồi. Từ khi tình cha đọc có thể thành công. Có thể thành công đó mọi người, để lấy nửa số tiền làm từ thiện. Cha nói chuyện hơi nhỏ. Anh cha nói chuyện hơi nhỏ. Đêm khuya rồi. À, tụi cha nói chuyện không được lớn. Cha phải xỏ hết những dây này để đem vào công ty mai cũng chán, cố gắng làm cho nó xong.
Thôi thì anh cha cảm ơn mọi người rất nhiều, cảm ơn bạn bè gần xa, anh cha cảm ơn bạn bè gần xa hàng ngày hàng đêm ủng hộ giúp đỡ tình cha, những người cháu mặt, những người có mặt, những người xuất hiện tình cha biết, những người không để cho tình cha biết, những người thầm làm âm thầm giúp đỡ tình cha. Tình cha chân thành cảm ơn tất cả mọi người, bạn bè gần xa. Cha xin cảm ơn tất cả mọi người nha. Tình cha thì không biết nói gì ngoài lời cảm ơn. Cảm ơn mọi người đó nghe. Chị cảm ơn quá. Anh trai hy vọng có ai buồn thì hãy xem video của tình cha để có thể làm gì đó để cho mọi người được vui. Đâu vậy thôi. Thôi thì video của tình cha bình thường thôi, tình cha cũng đâu phải là chân thành hay là người nổi tiếng gì đâu, tình ta nói vui vậy thôi. Thì tình cha không biết, và tình cha rất mong video của tình cha có những ai không không được vui xem video của tình cha sẽ lấy lại niềm vui lại nữa. Bó tay nữa. Cha cảm ơn cả nhà YouTube, cả nhà Bigo, cả nhà Facebook, thời gian qua mọi người không quen biết từng cha cũng ủng hộ giúp đỡ tình cha những ngày tháng vất vả của tình cha. Hiện tại bây giờ tình cha được 3.869 giờ, còn 140 giờ nữa là đủ rồi. Tình cha rất cảm ơn bạn bè gần xa cũng như những người đã âm thầm giúp đỡ tình cha, đặc biệt cả nhà YouTube, cảm ơn chị Kim Phạm và tình cha, đặc biệt cảm ơn chị Kim Phạm rất nhiều. Thời gian qua chị rất vất vả giúp đỡ em từng ngày từng phút từng giây. Tình cha cảm ơn chị Kim Phạm đã hàng ngày hàng đêm giúp đỡ anh chị em vô TV. Thôi tình cha xin kết thúc ở đây. Tình cha nói nữa rồi hết pin mất video, nên thôi tình cha kết thúc ở đây. Đồng thời cảm ơn tất cả mọi người. Thôi tình cha dừng bye nha, mọi người nhớ ủng hộ tình cha để tình cha thành công. Để tình cha thành công đã, tình cha lấy nửa số tiền làm từ thiện, còn nửa thứ tiền lo cho gia đình mình. Tình cha xin chân cảm ơn tất cả mọi người nha. Bye bye mọi người. Chút nữa là hết video luôn á, bắt là không biết nói.